Lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đang là sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư và hợp tác với Phần Lan. Theo số liệu vừa được Tổ chức Hợp tác Kinh doanh Phần Lan, gọi tắt là FinPartnership, công bố tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày hôm nay. FinPartnership là tổ chức thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Phần Lan và các nước đang phát triển. Tổ chức này hoạt động bằng nguồn ngân sách của Bộ Ngoại giao Phần Lan với hoạt động chính là cung cấp miễn phí dịch vụ tìm đối tác cho các doanh nghiệp. Theo đó, FinPartnership cung cấp một website nơi doanh nghiệp có thể tự do đăng ký thông tin và yêu cầu tìm đối tác phù hợp. Hiện Việt Nam đang là quốc gia đứng đầu về số doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình này. Đáng chú ý, số doanh nghiệp đăng ký đối tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông chiếm gần phân nửa số doanh nghiệp đăng ký. Theo bà Sip Albert, giám đốc chương trình của FinPartnership, điều này cũng phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp Phần Lan. Các bạn cũng biết việc hàng loạt người bị mất việc sau khi Nokia bán mảng di động của họ cho Microsoft. Điều này có nghĩa là chúng tôi có rất nhiều người thất nghiệp. Tất nhiên, nhiều người trong số này có thể tự tìm việc làm, nhưng không phải tất cả. Đặc biệt, một số người đang muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để đưa sản phẩm của họ đến đây. Họ phải gặp gỡ và tìm hiểu thị trường địa phương. Họ phải hiểu tính đặc thù của địa phương để hiểu về thị trường. Đó là lý do họ tìm kiếm cơ hội và cùng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2015, Phần Lan cũng được xếp thứ hai thế giới về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội, với khoảng 90% dân số có sử dụng Internet.